Thưa quý vị, thưa các bạn, Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại và thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam. Trong đó, tỉnh Vân Nam có vai trò rất lớn trong hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước vì có chung đường biên giới với 4 tỉnh của Việt Nam là Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên. Đây cũng là cửa ngõ giao thương quan trọng trong tuyến hành lang kinh tế Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, nên rất thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước mở rộng xuất khẩu hàng hóa. Với vị trí thuận lợi, Vân Nam là cầu nối hữu hiệu cho hàng hóa của Việt Nam tiến sâu, vươn xa đến các tỉnh, thành phố, khu vực Tây Nam của Trung Quốc và là cửa ngõ quan trọng đưa các sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Trung Quốc thông qua Việt Nam đến với thị trường khu vực ASEAN giàu tiềm năng. Với dân số khoảng 50 triệu người, đây là một thị trường có nhu cầu lớn, nhất là đối với các sản phẩm chủ lực của Việt Nam như thủy hải sản tươi sống và đông lạnh, đồ gỗ và các mặt hàng nông sản. Trong những năm gần đây, Vân Nam và Việt Nam đã triển khai hợp tác hiệu quả và thiết thực trong các lĩnh vực như xây dựng cơ chế, hợp tác kinh tế và thương mại, mở cửa biên giới, giúp thúc đẩy hiệu quả sự phát triển mạnh mẽ của thương mại và đầu tư. Thương mại hai bên có tiềm năng và không gian rộng lớn, do vậy khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng hơn nữa thương mại song phương. Đối với Việt Nam, chúng tôi cần mở rộng nhập khẩu từ Việt Nam, nhất là nông sản nhiệt đới, trái cây và hy vọng doanh nghiệp Việt Nam tích cực tìm hiểu thị trường, mở rộng xuất khẩu sang Vân Nam. Quan hệ thương mại giữa Việt Nam với Trung Quốc là trong đặc biệt là kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam với Trung Quốc trong năm 2022 đạt tới là 175 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó đấy, thì là kim ngạch thương mại hai chiều giữa là Việt Nam với lại tỉnh Vân Nam chỉ có là 3,2 tỷ đô la Mỹ. Như vậy có thể nói rằng là cái dư địa để mà phát triển và tăng trưởng thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Trung Quốc còn rất lớn. Chính vì vậy cho nên là chúng tôi rất là mong muốn là tăng trưởng cái kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Vân Nam Trung Quốc trong thời gian tới gấp nhiều lần. Với thế mạnh là các loại trà từ hoa trà vàng của Quảng Ninh, hợp tác xã này đang xúc tiến đàm phán để xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc năm nay. Với mục tiêu mang lại cho người tiêu dùng các sản phẩm chất lượng, hợp tác xã đã đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại phục vụ sản xuất cùng quy trình sản xuất khép kín, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000. Cả tiến mẫu mã, bao bì, nhãn mác nhằm giới thiệu sản phẩm phục vụ thị trường nội địa. Kỳ vọng năm 2023 sẽ xuất khẩu được trên 20.000 sản phẩm sang thị trường Trung Quốc. Để mà sang thị trường Trung Quốc và các thị trường mà xuất khẩu thì chúng tôi thứ nhất về sản phẩm thì chúng tôi cũng sấy bằng công nghệ sấy thăng hoa. Chúng tôi lựa chọn những cái bông hoa mà chớm nở, không phải là lụ cũng không phải là to để nó đảm bảo những cái dự tính cao nhất trong cái thời điểm dự tính cao nhất. Và hai, chúng tôi sấy thăng hoa để giữ được cái màu đẹp nhất. Chúng tôi thì đã xuất tiểu ngạch thì cũng được hơn một năm rồi nhưng mà chưa xuất được chính ngạch, rất mong muốn có thể xúc tiến và xuất khẩu được chính ngạch. Năm 2022, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và tỉnh Vân Nam Trung Quốc đạt trên 3,2 tỷ đô la Mỹ. Con số này còn khá khiêm tốn so với 175 tỷ đô la Mỹ tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa hai nước. Để thúc đẩy hợp tác thương mại, thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch các sản phẩm nông sản, thủy sản của Việt Nam sang địa phương này, nhiều giải pháp xúc tiến thương mại giữa hai bên đã được tổ chức. Giữa Việt Nam với cả Vân Nam Trung Quốc thì đã có cái quan hệ thương mại và đầu tư rất là phát triển trong thời gian qua. Và chính vì vậy cho nên là ngay từ những ngày đầu năm này thì Bộ Công Thương đã chủ động là phối hợp với lại các đối tác của mình là Sở Thương mại của tỉnh Vân Nam Trung Quốc đã mang những cái đoàn doanh nghiệp sang để mà giao thương với lại các doanh nghiệp của Việt Nam. Trong thời gian tới thì chúng tôi kỳ vọng rằng là cái hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư giao thương giữa Việt Nam và các cái doanh nghiệp tỉnh Vân Nam Trung Quốc còn được đẩy mạnh nữa thông qua nhiều hình thức. Chúng tôi sẽ là ủng hộ nhau trong việc là cung cấp thông tin về xúc tiến thương mại đầu tư giữa hai phía, rà soát cái cơ chế chính sách thương mại giữa hai chiều để mà có thể là kịp thời là tháo gỡ khó khăn trong thời gian tới đối với cả hoạt động thương mại biên giới cũng như là hoạt động xuất nhập khẩu thương mại quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc trong thời gian tới. Theo Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, bên cạnh sầu riêng, khoai lang tím, yến xào là những loại nông sản được ưa chuộng. Hiện có rất nhiều nông sản nhiệt đới phía Trung Quốc đang có nhu cầu lớn từ phía Việt Nam. Vì vậy, Cục sẽ tăng cường kết nối giao thương, tạo cơ hội cho doanh nghiệp hai nước cung ứng chính ngạch. Bộ Công Thương cũng khuyến nghị các doanh nghiệp Việt Nam cần có một kế hoạch xuất khẩu rõ ràng, đầy đủ các mặt hàng sang Trung Quốc.
tìm hiểu kỹ những thay đổi về quy định chất lượng của thị trường sở tại, đa dạng kênh xuất khẩu chính ngạch để nâng cao hiệu quả đơn hàng trong năm 2023.